Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bản. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi em 30334 830 843. Rồi, em cập nhật danh sách món hàng còn ở dưới cái video này đó. Món nào hết em để chữ đã bán ha. Mọi người xem qua thì mình liên hệ cho nó đỡ mất thời gian. Rồi mọi người bấm vô đăng ký kênh để mình cập nhật, nó sẽ cập nhật về cho mọi người cái mấy cái video mà mới em đăng lên nhanh nhất. Rồi hôm nay là em giới thiệu mấy món này. Số 1 là cái bếp bếp cồn. Cái đồ để nấu bếp lửa ha. Chế cồn đây để nấu ha mọi người. Đây, có chỉnh gió nè. Cái này của Nhật rồi mọi người. Đó, có tem của Nhật luôn. Đây, kích thước nó nhỏ gọn ha, 15 cm. Đây, chiều cao nó là 5 cm. Rồi, cái bếp cồn này có mã là 9401 nha, giá là 150.000. Tiếp theo em về một cái đồng hồ. Đây, cái đồng hồ rất là đặc biệt. Đây giống như cái đồng hồ để theo dõi sức khỏe ha, gọi là theo dõi sức khỏe. Đặc biệt nó không cần sạc luôn à. Em để nó cứ như vậy hoài nè. Đó. Pin nó như vậy hoài ha. Nó không hết pin. Em thấy như là nó sạc bằng năng lượng mặt trời sao á, không có chỗ sạc. Còn đây là cái cảm biến đo nhịp tim rồi đó. Đây nó có chức năng nè, nhiều chức năng, đo nhịp tim, đo bước chạy rồi đó. Đây chạy xe đạp nè. Đó, theo dõi giấc ngủ gì nữa đó. Có nút nghe nhạc gì nữa nè. Đó, chụp hình gì đó, kết nối điện thoại hay sao á. Em thì không có biết sử dụng cái này rồi. Này nó còn nguyên rất là đẹp, đeo rất là vừa tay luôn ha. Nè, dây bằng silicon rất là mềm dẻo dài, thiết kế đẹp ha. Nó không có lỗ sạc luôn mọi người. Em đoán là nó sạc bằng năng lượng mặt trời nha. Đây, em nghĩ là nó sạc bằng năng lượng mặt trời. Em để hoài hổm giờ cũng mấy ngày rồi nó không có hết pin. Về đem về mà nó còn pin như vậy. Rồi ok, cái này em bán là có mã là 9402 ha, giá 400.000. Cái đồng hồ à. Rồi tiếp theo là cái một cái bộ hước lá còn nguyên bao luôn nè ha. Đây hước lá cái thương hiệu này đi ra khui ra luôn ha. Đây nó có sẽ có khác số như vậy. Đây cái này là nó có 4 lá hước này chuyên dụng đo gì vậy? Đó, 1 mm, 0.5 mm, 0.3, 0.1. Rồi thuốc lá hả mọi người. Thuốc này chuyên dùng đó trong gì á, em không có chuyên môn rồi, mà còn mới tin nha mọi người, chưa có sử dụng ha, còn nguyên bao luôn. Nguyên bộ nó như vậy á. Đây. Đây cái kích thước nó là cỡ 15 cm ha. Rồi cái bộ hước lá này có mã là 9403 ha, giá 150.000. Rồi tiếp theo là một cây cắt cái kìm cắt cáp. À không phải, chuốt 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 vỏ dây cáp ha, chứ không phải là cắt. Đây nó chuốt vỏ. Ở đây nó có lưỡi chuốt chuốt ngang nè. Giờ cái lưỡi này chuốt dọc mọi người.
Cây này đặc biệt có chuốt ngang và chuốt dọc và chuốt ngang hai lưỡi luôn nè. Còn những kiềm thấy là thường nó có một lưỡi thôi. Tổng cộng nó là ba lưỡi nè. Đó. Là dây cáp mình đút đây nè, mình chuốt cái vỏ nó, xoay qua vòng thì nó sẽ đứt cái vỏ ha. Hoặc là ở đây nè. Là mình bấm vô rồi kéo. Nó sẽ đứt dọc cái vỏ. Cây này đặc biệt là của Mỹ mọi người. Đây thương hiệu nó là thương hiệu nè. Deer. Utah. Rồi kích thước nó là 18 cm nha. Đây cái lỗ ngậm dây nè. Khoảng 22 21 à mọi người. Như là cái ống 21 vô dựa. Đó. Rồi dây cáp 21 nha. Rồi đây là có mã là 9404 nha, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo về một cái bình rất là đặc biệt. Cái bình này là bình thủy di động luôn. À, hàng Nhật nhưng mà đây. Nhật sản xuất. Cái chất cao su này rất là thích luôn, nó rất là tốt. À, có vỏ cao su. Bình cũng đẹp nữa. Đây liền lạc không có bị bể gì nha mọi người. Đây còn nguyên tem nè, 0.75 lít nè. Đặc biệt đây là bình thủy nha. Đây mọi người hỏi ra về để chế nước được nè. Đó. Nó có hướng mũi tên là cái chỗ để nước nó ra đó. Đây vì sao nó chế được là vì nó đây nè, nó làm cái rãnh nè. Khi hở lên là nước sẽ theo cái rãnh này nè ra. Chứ không phải là nguyên cái cục tròn đó, nó sẽ chảy ra mấy cái rãnh là ngay mũi tên đó, là cái hướng nước ra đây ron nè, cái nóc nó cũng đóng ra bên luôn, nhìn rất là chất. Đây bình rất là mới, hỉ là hỉ bên trong đó. Test nước nóng ngon lành luôn rồi, là test rồi giữ ok. Cái này dùng làm cái ly uống ha, không cái ly múc ra chế là chứ nước sôi không uống, thường bình này đựng nước sôi thôi, không có đựng nước đá được. Đây là bình thủy di động. Cho mình cần mang theo nước sôi mà nó gọn nhẹ ha. Đây rất là gọn. Đây là kích thước nó 28 cm nha. Đường kính là cỡ 9 rưỡi. Đây rất là đẹp, đứt chơi đáy còn rất là đẹp luôn. Rồi cái bình hỉ này có mã là 9405 ha, giá 600 ngàn. Chỉ có một bình duy nhất mà. Rồi tiếp theo là mồi về một cái cuộn hước. Hước dây rất là đẹp. Hước dây này là 30 mét. Đây thương hiệu nè. Đây là hước của Nhật sản xuất mọi người. Tổng thể cây này còn rất là đẹp luôn. Đây. Cái loại dây này thì nó rất là siêu bền luôn nha. Nó phải nói là nó chắc lắm. Bứt nó không có đứt đâu, xài nó không có đứt nổi. Một cái chữ này thì rất là ba lâu để bay cái chữ này được. Ha. Sợi dây ồ cây hước này còn rất là mới luôn nè. Gần như mới luôn. Đó. Đây. Nè. Thắng tinh nè. Chữ còn đậm đậm như mới ha. Đó. Rồi. Bên trong nguyên cuộn thì nó cũng y vậy á. Bên trong nó đẹp hơn đó. Nó mới hơn cái khúc bên ngoài ha. Ở ngoài đã mới vậy rồi, bên trong nó rất là đẹp. Là 30 mét luôn kìa. 30 mét. Hước 30 mét ha.
Rồi, rất là đẹp. Rồi cây hước dây này có mã là 9406 ha. Giá là 400.000. Rồi, tiếp theo là một cuộn dây điện. Dây điện của Nhật nha mọi người. Dây này dài là 10 m, của màu vàng là dài 10 m. Đây nó có thông số là 7A nha mọi người. Đây 7A. Dòng tải là 7A. Cái cuộn này nó có khuyết điểm là nó bị đây. Đây nó bị có một cái dấu đứt này nè. Nhưng mà nó không có đụng bên trong nha mọi người, không có đụng cái ruột nè. Nó đứt cái vỏ màu vàng xíu đây nè. Mọi người quấn lại ha, không có bị đứt bên trong. Không có đứt cái ruột màu đen trắng đen. Rồi. Còn lại thì rất khá đẹp. Đó. 10 mét ha, cuộn này là 10 mét. Bị khuyết điểm là nó đứt một đường đây nè. Dòng tải là 7A, tiền 7A. Rồi cuộn này có mã 9407 ha, giá là 300.000. Rồi cuộn màu cam là cuộn này thì 9 mét mọi người. 9 mét. Nó liền lạc, nó không có bị đứt gì hết. Đây nó liền ha. Dòng tải của nó là cũng 7A mọi người. Đây dòng tải 7A, đây ruột của nó nè. Cộng kia thì ruột nó cũng như vậy. Cái ruột dây này là 0.75 nha. Đây ruột là 0.75. Là dòng 7A đó. Rồi, cái cuộn này cũng là 300.000 mọi người. Đây. Bằng giá ha. Mà hai mã nha. Mọi người tùy chọn. Rồi, tiếp theo là một cái kìm chuốt dây điện của thằng Romani của Đức. Đây, Đức sản xuất nha. Romani. Kìm này kìm tự động nha. Mọi người đưa cỡ dây từ lớn tới bé vô chốt nó vẫn ok. Và đặc biệt nó có cắt dây ở đây luôn nè. Đây cắt dây nè, có lưỡi cắt dây nè. Đây lưỡi cắt dây ha. Đây đem chốt thử cái này nha. Đó. Rất là nhanh. Một dây nè mọi người. Đó. Lửa đầu đứt tới đó ha. Lửa rất là sắc, còn rất mới. Cây này gần như mới luôn. Rất đẹp nè. Nguyên tem. Phải nói là cây này rất là đẹp. Về rất là đẹp. Đây cái lưỡi dao nè. Cắt thử cái lưỡi dao nha. Đó. Rồi ok ha. Rất là ngọt. Ở đây nó có cái nút điều chỉnh dây lớn dây nhỏ nè. Hiện tại là đang điều chỉnh là dây nhỏ, cỡ dây nhỏ nhất. Mà nó cắt ngọt vậy rồi đó. Nó có thể tải dây lớn hơn nữa. Dây cứng hơn á. To hơn. Đây nó có cái cử luôn mọi người. Cử đi điều chỉnh bấm nhanh. Mình muốn nó vô sâu bao nhiêu á. Rồi nó kéo ra kéo vô nè. Đây mm nè. Điều chỉnh rất là tiện. Rồi cái kìm của thương hiệu là kìm chút dây của Wimuller của Đức. Có mã là 9409 nè. Giá 450 ngàn. Tiếp theo về một cái bình hỉ của Nhật. Cái bình gọi là như là cái ấm đun nước ha. Ấm đun nước là chứa nước. Vì đặc biệt nó có là đây nó có cái bơm nước nè. Ha. Đây là đó mình chứa nước bên trong nè. Thì dây điện của nó. Dây điện zin nó xài bằng 500 ha. Cho an toàn rút ra rút vô. Đây bên trong nè. Mình chứa đầy nước ha. Nó sẽ nấu sôi. Đây là bình này nấu nhưng nó xài là điện của Nhật cho mọi người, 100V 870W. Đây mọi người chú ý nha, điện 100V 870W. Đây cái dây điện zin của nó nè, như vậy. Đó, nó sẽ hết như vậy. Đây. Rồi hết như vậy là xài nha.
muốn xách cái bình đi thì kéo ra nhẹ nhàng. Mà bình thì vận chuyển về nó bị mớp đây nha, nhưng mà nó không có ảnh hưởng chức năng gì hết. Dưới này nó có cái chân đế xoay luôn nè, rất là tiện nhẹ. Bình này dung tích là 2 lít 2, mọi người. Đây là cái cân để đo nước nè, chế đầy vô nó sẽ lên cái mức đó đó, 2 lít 2. Còn trên đây là cái bơm nè, đầy nước rồi mình gạt qua đây là nó cho bơm qua đây nè, khóa an toàn lại. Qua đây bơm nó sẽ chảy ra cái lỗ này nè, hứng cái ly ở đây đó. Cái bình đó là như vậy mọi người. Rồi em đã test nấu sôi ok nha, tại vì quay trên clip này thì em không có đưa ra test được, nó rất là lâu. Rồi mọi người xem clip, xem mua hàng muốn xem clip thì em gửi về Zalo cũng được, đã test ok nha. Rồi xài điện 100V nha mọi người, chú ý mình thích thì dùng ha, tại vì nhiều người cũng kén xài điện 100 ha. Rồi cái bình hỉ này có mã là 9410 ha, giá 550.000. Rồi đây là món cuối cùng rồi, em kết thúc cái video ở đây nha. Cảm ơn mọi người.